So, ok, hello anh em, chào tất cả anh em quay trở lại với channel mình. Ngày hôm nay thì M4 là một vũ trụ lên thớt này kìa. Hỏi là cái là phải chơi ngay. Sao? Thì cái vũ trụ nó là một cái gì đó nó auto cấm rồi anh em, mà nó hỏi ra là phải chơi ngay. Của đội cái ác của mình này mua là có khẩu M200, khẩu vũ trụ và khẩu lưỡi bố. Thì vũ trụ với lưỡi bố thì cứ vào là bàn, vào là bàn thôi, mẹ khổ thế chứ lại. Thì M200 thi thoảng còn bị ban cơ, mẹ vãi cứt. Cái gì đấy hả bạn? Có phải nhảy nhà hoa hay sao này? Bom rơi luôn này, ôi êm quá nhỉ. Từ thôi nhẹ thôi các bố ơi, đừng có phốt nữa, để cho con còn nghe cái. Bốn bốn nhảy, nhảy lỗ này. Ô, hai thằng luôn, hai thằng luôn. Ngon luôn. Bom kìa, ôi thằng này nhắm bom kìa. Ai mở, hai thằng snip, không chờ được. Ghê ghê ghê. Ôi da, ui giời ơi mẹ nó. Hay luôn. Thế còn thằng snip nữa thôi. Còn snip thôi anh ơi, phang nó, cho mặt, cho luôn. Hay luôn. Được luôn. Tí nữa thì hiệp này là ba rồi anh em, tí thế nhở. Cái này kia nó bắn cóp ghê quá. Được, 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 được. Bắn cóp thì chịu rồi. Nhưng mà không hiểu sao nhá, cảm giác như cái nick cũ của mình bắn khẩu cọc hoa ấy, bắn khẩu cọc hoa cảm giác rất tự tin, bắn chuẩn lắm, mà sao cái ác này bắn cọc bon bít mà bắn như cút, nhưng bắn như cút thề luôn. Ui gì đấy, nghe vậy trời, mày nhắm cả bom mới là đau đấy. Cái ma có này mày, ai à, yếu rồi, yếu rồi, yếu. Mẹ nó ném quả bom đau thật anh em ạ, mà ném quả bom double gold mẹ, nửa cây mẹ luôn. Nên đồng đội mình làm hai quả sọ luôn, ngon luôn. Kẻ mà có kìa, dốc rách kẻ mà hay luôn. Ờ đừng, nhưng mà bắn vừa vừa ấy nhá, đừng có liếm cái ấy tao nhá. Kẻ mà lần cuối. Ừ bắn nhau đi. Ai à, ghê ghê, thằng này xanh lét xanh lét xanh lét. Ghê. Mày thì kinh rồi, ập nó anh em ơi. Sang nó. Rồi, mã lục của đôi và mõm luôn. Mà thế rồi chạy đâu được, trừ khi nó bắn chết được mình nó lên A thì may là nó thoát được cái thế gọng kìm thôi, chứ cần đỡ làm sao chạy đi quá hay không ấy. Ui thằng này té ra, ui kìa, đồng đội kiểu đeo gì chạy cứ chen 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 thật tình các bạn, ghét đéo chịu được. À cái ác này của mình có thêm khẩu cái gì đấy, ui còn ngoài A nhỉ, nó cứ thế nhỏ, có khẩu đây VIP Doro Noble Gold skin headshot luôn. Mà tự mình thấy hổ lục hơi phèn nhưng mà đang cầm cái này còn cảm giác hơi phèn, đẹp múa mày quay cuồng rồi. Nếu mà đã ngon thì mình đã lắp vào set M200 hoặc set Barret rồi, hơi phèn, thật là hơi phèn rồi. Có nha, có đây, ngày mai có đây, để cho nó đấy ha, chơi bẹp đấy, đó là cảm giác an toàn là nó sẽ lên thôi anh em ạ. Gần là chết bạn, đã bảo là cẩn thận chết rồi vẫn còn thằng nữa đang tẩn mình này, ghê ghê, lên đấy, đấy lên mẹ đây, lên con mẹ đây, thằng này kiểu dĩ dĩ bom này. À, đau 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 đau, được đấy, nhảy lên đấy, nhảy lên đấy. Mày tưởng tao đi rồi hả, tao cũng hơi bị chày đấy, đừng có đùa. 3v1 anh em ơi. Thằng kia nó cướp mẹ ấy rồi. Thằng kia lên 6 rồi. Ghê vậy trời. Từ từ thôi bay ơi. Đây 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 đây, sướng 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 sướng. Thả cho chạy lên cái là sướng sướng anh em ạ. Mẹ. Cầm lục cầm trên trận chiến chạy lên luôn kinh. Mày bunny lên thì mày khả năng mày nào ăn được tao, chứ mày chạy như thế thì muốn đời mà không bao giờ mày ăn được tao rồi. Loanh quanh còn ăn cái bán ở hồ mới chơi đùa đâu. Rồi. Nhà ma nói chung chuyên mục nhà ma nó là cái gì đó nó cực kỳ là kịch tính các bạn. Cài đặt lại cái này tí, kéo nó xuống dưới anh em ạ, nó hơi vướng hơi vướng hơi vướng đấy. Ôi kéo xuống thôi mà vẫn là trên nhỉ. Ôi ôi xác tinh được một cái mà mấy thằng này liếm hết rồi anh em ơi. Ôi ôi một hiệp đi chưa làm cảnh thôi, hiệp này không làm ăn mẹ gì. Lúc này kéo cái gì ta mà nó lại không được. Đây đây đây, kéo cái đập bán xuống, vứt cái này lên đấy, kéo nó thấp xuống, tay mình nó ngắn rồi,
Ngon rồi, ngon rồi. Để cao quá với sao được. Rồi, thế nào. Bố đi gặp đội phe. Cố gắng giật lại được cái A cái. Mấy bố này bắn 7 bố láo bố liếu mà cũng liếm áp phết anh em ạ. Ây da. Đây đây đây, ghê. Chưa vào đây, nào. Chảy, chảy, cuối. Ây da, ghê. Đầu đấy. Tè. Của các bố tất. Của các bố tất. Hai thằng đứng đây, mẹ đúng luôn bạn ơi. Mẹ. Thế gọng kìm phải lên đây kiểu gì mạnh chết. Chơi con mẹ em đấy. Ở đây. Nó chạy biết nhỏ à. Ui bom. Ui. Ui. Mẹ nó. Thằng chó này khôn thế nhờ. Mày đàn em có bom nó một con bay hai thằng bay rồi mình còn chạy ra kịp mình bắn chết nó đấy anh em ạ, không thì đúng là con chó ai được học. Hai thằng này yếu rồi, mẹ ném quả bom nó một gôn cũng chịu luôn. Quá ấy, kể cả là bom thường bay anh em ạ. Mình cứ nói là bom nó một gôn. Đều thật. Mình không ngờ nó vẫn còn găm được quả bom thôi. Khi toàn chơi có mấy thằng nó găm được bom nó ném cũng đúng mấy quả đúng như vừa rồi, hay vãi cứt tình em ạ. Bay hai luôn. Lâu lâu rồi mình chưa ném được cái quả nào double kill. Ném ria được một thằng thôi là cũng cả một vấn đề. Ôi thế hiệp này thì xong mẹ rồi còn gì nữa. Ui trời yếu này. Mẹ vừa đấu mới đều chứ. Hello. 3v1 rồi anh em ơi. Thế bọn này là chốt đẹp luôn chứ còn gì nữa. Không chốt được nữa thôi nghỉ mẹ game đi chơi gì. Bom đi. Thằng bom rồi. Ôi bố bom giờ vẫn đang hiểm mã chạy lên thì bao giờ mới có bom đây. Anh hồi sinh nha. Kiểu gì nó cũng đi hồi sinh về đấy. Mít. Rồi thằng đặt bom khả năng toàn. Thằng nó. Ôi trời ơi, bắn gì đây? Nó cao mà bắn cái gì ấy mày? Lên quanh lại để thằng mà 4 ăn rồi. Giờ biết bắn cái gì luôn. Rồi, chết. Đéo hiểu, mày bố bắn cái gì? Nó bắn mình thì cứ đột cái là sọ mẹ rồi. Ảo thật đấy anh em ạ, ảo thật đấy. Nhiều khi chán chả buồn nói anh em ạ. Nhìn mấy bố múa với nhau nhìn chán đời thật. Rồi rất cảm ơn tất cả bạn đã theo dõi clip, ủng hộ cho mình một like, một subscribe. Nhớ bố cho nhận báo clip mới nhất cho mình nhé.